Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay y học hôm nay sẽ là hướng dẫn cách sử dụng máy hút ẩm và lọc không khí. Cách bảo vệ mắt khi học tập và làm việc online sẽ là nội dung có trong mục hỏi đáp y tế. Cuối chương trình là câu chuyện y tế về các doanh nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi thời tiết nồm ẩm thường khiến cho các gia đình cảm thấy vô cùng khó chịu trong sinh hoạt, nhất là tường nhà, sàn nhà bị dính nước, quần áo mặc bị ẩm và có mùi hôi khó chịu. Tình trạng này sẽ khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Máy hút ẩm là một trong những công cụ gia dụng đắt giá về sức khỏe được nhiều người tin dùng nhất hiện nay, đặc biệt là trong những ngày nồm ẩm thì nó càng trở nên hữu dụng hơn. Nhưng để có thể sử dụng máy hút ẩm hiệu quả, khai thác các tính năng của máy một cách phù hợp, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của chuyên viên tư vấn điện tử điện lạnh Nguyễn Tuấn Thành. Tất cả quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi xin tự giới thiệu các bạn một cái sản phẩm rất là hot trên thị trường là máy hút ẩm kiềm lọc không khí của Sharp. Với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ có những tính năng ưu biệt như là lọc không khí này, là một, hút ẩm. Thì với cái sản phẩm này các bạn sẽ hút ẩm trong vòng một ngày được hút được 27 lít nước. Nhưng mà ngược lại thì cái bình chứa của bạn sẽ chứa được 4,6 lít nước trong cái hệ thống lọc và kiêm hút ẩm này các bạn. Với sản phẩm của Sharp này thì các bạn sẽ có kích thước toàn bộ và trọng lượng của nó thì rơi khoảng độ tầm 18 kg. Cái chiều dài của nó này, chiều cao của nó tầm dưới 1 mét. Với bảng tính năng của nó thì khi bạn bật lên hiển thị luôn thì cái đầu tiên là cái phần lọc không khí của các bạn sẽ hút từ đằng sau đằng trước này, thì toàn bộ đèn hiển thị của các bạn sẽ ở bên ngoài luôn. Cái này thì nó sẽ hiển thị phần trăm độ ẩm, hiển thị phần trăm độ ẩm của phòng của các bạn là bao nhiêu. Cái nữa thứ hai là toàn bộ ion này, tức là cái vạch xanh này sẽ là ion plasma lọc không khí kiêm trong phòng luôn. Cái này những cái này là dòng cao cấp thì mới có thôi ạ. Okay. Với sản phẩm này của các bạn thì các bạn sẽ được cánh đảo gió là 360 độ, hút toàn bộ không khí từ bên ngoài và thổi qua cửa gió là các bạn xung quanh phòng luôn, giúp các bạn lưu thông hay không khí hay hút ẩm trong phòng được cái cách nhanh nhất. Khi các bạn bật nguồn lên thì toàn bộ những cái tính năng cao cấp hay là đảo gió thì chiếc máy Sharp này sẽ có hết. Ví dụ như đầu tiên là các bạn sẽ có cái phần hiển thị phần trăm độ ẩm không khí ở trong phòng. Nữa thứ hai là plasma ion giúp lọc không khí và giúp cho không khí môi trường được trong và sạch nhất. Với sản phẩm này của Sharp thì nó sẽ có đầy đủ cái tính năng. Ví dụ là các bạn sẽ có đảo gió luôn này, không khí trong phòng này, cái này thứ hai nữa là sẽ có lọc không khí này, với độ ẩm trong phòng này, quay 360 độ này, nút này sẽ là nút hẹn giờ trong cái sản phẩm này của các bạn. Các bạn sẽ chỉnh, ví dụ là các bạn đi ra ngoài làm việc khoảng độ mấy tiếng các bạn có thể quay lại được, thì cái sản phẩm này nó sẽ hẹn giờ cao nhất là 12 tiếng. Với những cái sản phẩm cao cấp, ví dụ như chiếc máy hút bụi kiêm hút ẩm này của Sharp thì các bạn có thể để những phòng khách rất là rộng và nó tạo cho bạn cái độ không khí trong lành tốt nhất để các bạn cùng gia đình để trải nghiệm một cái cuộc sống an toàn hơn, kháng khuẩn này. Những cái sản phẩm này đều có những cái tính năng là kháng khuẩn, khử mùi, tạo độ ẩm, và thứ hai là 100% không khí của bạn trong gia đình là sạch sẽ nhất. Với những cái sản phẩm này các bạn có thể để diện tích phòng từ 25m², 35m², 40, 45 hoặc là 65, những cái sản phẩm cao cấp như này để các bạn có một cái không gian phòng lý tưởng nhất để sinh hoạt cùng gia đình. Sản phẩm này thì không chỉ các bạn sử dụng trong mùa ẩm lồm có lấm mốc mà các bạn sử dụng quanh năm được. Khi chọn một cái sản phẩm máy hút ẩm hay kiêm lọc không khí thì hãy đến những nơi hoặc những trung tâm uy tín. Một số lưu ý khi sử dụng máy lọc không khí tại gia đình: lựa chọn công suất máy lọc phù hợp với không gian phòng. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của máy lọc không khí mang lại cho bạn đó chính là sự lựa chọn máy lọc không khí phù hợp với diện tích phòng. Không nên dùng máy có diện tích lọc nhỏ hơn vì sẽ không đạt được hiệu quả như tiêu diệt tận gốc các vi khuẩn virus. Lưu ý vị trí đặt máy phải đúng cách, nên để máy ngay dưới mặt lạnh của điều hòa, điều đó sẽ giúp cho luồng không khí được vận hành một cách tốt hơn, giúp máy lọc sạch nhanh hơn. Khi máy hoạt động nên đóng kín cửa. Thường các model sẽ hoạt động trên cơ chế phát ra các ion âm để kết hợp với những gốc hóa học của vi khuẩn trong không khí để trung hòa, nên đóng kín cửa sẽ giúp không bị thất thoát lượng ion này ra bên ngoài. Sử dụng các chức năng của máy đúng cách. Các sản phẩm máy lọc không khí có công nghệ diệt vi khuẩn và nấm mốc có khả năng lọc sạch không khí chỉ trong một thời gian nhất định với từng loại vi khuẩn trong khoảng từ 4 đến 6 giờ. Bạn cần nên bật máy trong khoảng thời gian này để đảm bảo không khí luôn trong lành và đảm bảo sức khỏe.
Nên vệ sinh thường xuyên các bộ lọc và màng không khí. Nên vệ sinh các bộ lọc và màng không khí để máy hoạt động hiệu quả hơn. Các màng lọc không khí được lắp ở mặt sau của máy, các bạn có thể dùng tay tháo ra, rồi sau đó dùng hút bụi hoặc chổi nhỏ để vệ sinh màng lọc, để màng lọc sạch và hoạt động tốt hơn. Nên định kỳ 1 đến 2 tháng vệ sinh một lần và 2 năm nên thay thế màng lọc một lần để máy hoạt động tốt. Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan nhưng vẫn đảm bảo học tập, nhiều trường tổ chức dạy học trực tuyến. Việc học tập và sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài có thể khiến cho đôi mắt căng thẳng, dẫn đến nhiều vấn đề về thị lực. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên về cách bảo vệ mắt khi học tập và làm việc online. Thế qua cái vấn đề học online của các cháu sử dụng máy tính rồi điện thoại như thế thì liệu cái chương trình của các cháu học như thế có ảnh hưởng gì đến mắt không? Tôi muốn hỏi các bác sĩ là các biện pháp gì để bảo vệ mắt cho các cháu học được tốt không ạ? Sử dụng máy tính, điện thoại nhiều sẽ gây rất là nhiều cái hậu quả tới mắt. Những nghiên cứu của Singapore thì người ta nhắc tới là khi nếu mà nghiên cứu mệt mài quá với những thiết bị điện tử thì trên 3 tháng thì có thể nguy cơ là sẽ gây nên cận thị hoặc là tăng số cận thị. Nếu mình sử dụng những cái thiết bị điện tử nhiều quá thì nó sẽ gây nên mỏi mắt, rồi khô mắt, và nếu mà những cái tình trạng nặng thì có thể gây nên những cái rối loạn tâm lý, rối loạn về tâm thần. Khi sử dụng điện thoại thì cái màn hình nó rất là nhỏ thì cái nguy cơ nó còn bị tăng lên cao hơn so với là mình dùng laptop hoặc là máy tính. Tôi cũng xin đưa ra một số ý kiến để chăm sóc mắt và bảo vệ mắt trong thời kỳ học online. Cái thời gian học phù hợp, tránh thời gian nghỉ ngơi sinh lý của cơ thể từ 11 giờ đến 13 giờ chiều, hoặc thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ, đấy là những thời gian nghỉ ngơi sinh lý. Cái khoảng cách và giãn cách tần suất giữa học và nghỉ. Học và nghỉ thì nó theo giờ, ví dụ mình học liên tục 1 giờ thì mình nghỉ 5 phút, mình học liên tục 2 giờ mình nên nghỉ 15 phút. Và cái thời gian học online không quá 5 giờ một ngày, và mình nên theo cái nguyên tắc học 20 phút, nghỉ giải lao 20 giây, nhìn ra xa 20 feet. Nếu mà không nhìn xa được 20 feet thì mình cố gắng nhắm mắt lại, lim dim, nghỉ ngơi, cho mắt nghỉ ngơi trong vòng 20 giây. Đấy, thì trong 1 giờ mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút. Khi mà tập thể dục cho mắt thì mình cố gắng cho mắt nhìn xa, massage nhẹ nhàng vùng quanh mắt. Nếu mắt mỏi quá thì mình có thể chườm ấm. Và cái vị trí và cái tư thế ngồi thì khi mình ngồi máy tính thì mình cố gắng ngồi thẳng trước máy vi tính để tránh tình trạng ngủ vẹo cuộc sống. Và khi máy vi tính thì để trước khoảng cách mắt mình 30-40 cm. Và cái độ thì độ từ mắt mình xuống tới máy thì nó chênh nhau khoảng từ 15-20 độ. Thì như thế là nó sẽ phù hợp để tránh tình trạng mà mắt của các bé tập trung chú ý nhiều quá, mắt nó sẽ khô và mỏi. Chế độ ánh sáng thì mình tránh những cái ánh sáng tương phản mạnh quá. Khi mà trong giữa mắt mình với máy tính thì là mình nên sử dụng đèn compact hoặc là những đèn có ánh sáng vàng ấy, tránh sử dụng đèn neon. Và mình tránh đặt máy tính ở ngay cửa sổ thì cái ánh sáng mạnh tự nhiên ấy nó cũng gây nên cảm giác chói lóa. Con tôi ở nhà thì bây giờ là cháu học trực tuyến. Tôi muốn hỏi bác sĩ là chế độ dinh dưỡng của cháu ăn như thế nào để cho nó đầy đủ, tăng cường thể lực cho cháu. Chế độ dinh dưỡng cho mắt thì mình chú ý ăn rau quả có màu đỏ, màu xanh thẫm, màu vàng. Động vật thì mình có thể ăn cá, ăn hải sản, ăn những động vật nhuyễn thì nó cũng giàu vitamin A, C, E, rất là tốt cho mắt. Còn cái nữa là khi mà mắt mỏi quá thì mình có thể dùng thuốc, đấy là nước mắt nhân tạo, hoặc những cái thuốc làm giảm cái tình trạng mỏi điều tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ngay sau kỳ nghỉ Tết, song song với việc trở lại sản xuất, các doanh nghiệp đã tăng cường phòng chống dịch bệnh bằng nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả.
Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động và huyện Tiên Lữ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn đóng trên địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ với quy mô 800 công nhân lao động, trong đó hầu hết là người lao động Hưng Yên. Trước khi công nhân quay trở lại sản xuất sau Tết, công ty đã tiến hành dọn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ công ty và thiết bị làm việc. Cùng với đó, công ty Thiên Sơn cũng chú trọng trang bị thiết bị phòng chống dịch như dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho công nhân. Khách ra vào đều được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Công nhân được kiểm tra theo dõi thân nhiệt đều đặn ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều. Tại đây, mỗi người lao động đều tuân thủ 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Công tác phòng chống dịch của công ty Thiên Sơn Hưng Yên thì là đầu tiên là tuyên truyền toàn bộ cho các mẫu công nhân viên về cái việc thực hiện 5K theo cái bộ y tế. Thứ hai là công ty sẽ kiểm tra thân nhiệt của toàn bộ cán bộ công nhân viên ngày làm 2 lần trước khi đến công ty và buổi chiều trước khi bắt đầu làm việc. Công ty có phối hợp liên quan đến cái việc mà trung tâm y tế phun dịch hàng tuần, bộ phận y tế người ta đi kiểm tra nhắc nhở cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang đúng cách, và thứ hai là trong quá trình làm việc thì giãn cách cái vị trí mà làm việc. Đối với cán bộ ở các tỉnh khác thì đặc biệt là những cái ở bên cán bộ công nhân ở có vùng có dịch thì tất cả những trường hợp đây thì phải có cái xác nhận âm tính thì mới được quay lại với làm việc với phía công ty. Được công ty tuyên truyền về chương trình 5K như là khẩu trang, làm việc cách giãn. Thứ hai là về nhà thì công ty cũng yêu cầu là không đi xa. Chúng tôi cũng rất là an tâm về quá trình chống dịch bệnh của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Wan Hưng Yên với quy mô lớn 1.900 công nhân. Bên cạnh việc tuân thủ chỉ thị hướng dẫn của Bộ Y tế, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện và địa phương trong công tác phòng dịch, công ty còn thực hiện chia nhỏ lượng công nhân làm 3 ca khi ăn bữa trưa, lập vách ngăn cho mỗi công nhân để đảm bảo phòng dịch tốt nhất. Khi đi làm thì công ty cũng đã có những thông báo chỉ thị của tỉnh cũng như ở huyện là phải phòng chống dịch. Trong quá trình đi làm là phải đeo khẩu trang này, rồi khi đến công ty là phải khai báo y tế. Công ty là cấp khẩu trang cho người lao động và bắt buộc trong quá trình làm việc là phải có những cái khoảng cách riêng biệt. Hiện tại với tôi thì vẫn yên tâm để cố gắng sản xuất. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ diễn biến ngày càng phức tạp, có thể sẽ kéo dài và chưa kết thúc sớm được. Do đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh việc phát triển sản xuất thì các doanh nghiệp luôn nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người lao động, duy trì ổn định sản xuất. Chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi, những người làm chương trình, luôn mong muốn được đồng hành với quý vị và các bạn để bảo vệ sức khỏe, giúp giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe của cá nhân hay những người thân xung quanh. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ để đặt câu hỏi về sức khỏe với chúng tôi về địa chỉ phòng khoa giáo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Email cskhitv@gmail.com hoặc địa chỉ Facebook Cuộc sống khỏe HITV. Chương trình này có thể xem lại trên Hưng Yên TV Go. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.